Chó chăn cừu Đức thường được huấn luyện để hỗ trợ cảnh sát, vì một số lý do sau. Trí thông minh, chó chăn cừu Đức là những con chó rất thông minh và dễ huấn luyện. Chúng có thể học các mệnh lệnh phức tạp, và thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao. Trí thông minh này khiến chúng trở nên lý tưởng cho nhiều loại công việc của cảnh sát, chẳng hạn như truy tìm nghi phạm, phát hiện ma túy và chất nổ, và bảo vệ sĩ quan. Sức mạnh thể chất và sự nhanh nhẹn, chó chăn cừu Đức là những con chó lớn, khỏe và nhanh nhẹn. Điều này mang lại cho chúng khả năng thể chất để thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi cao, chẳng hạn như truy đuổi tội phạm, và khống chế nghi phạm bằng bạo lực. Tính bản năng bảo vệ, chó chăn cừu Đức có bản năng bảo vệ tự nhiên đối với người huấn luyện, và lãnh thổ của chúng. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng cho công việc canh gác và tuần tra, nơi chúng có thể ngăn chặn tội phạm, và giữ an toàn cho mọi người. Khả năng huấn luyện, chó chăn cừu Đức là những con chó rất dễ huấn luyện. Điều này là do chúng luôn mong muốn làm hài lòng người huấn luyện, và học hỏi những điều mới. Khả năng huấn luyện này khiến chúng trở nên lý tưởng cho nhiều loại công việc của cảnh sát, nơi chúng phải có thể tuân theo mệnh lệnh một cách đáng tin cậy và thực hiện các nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả. Ngoài những phẩm chất chung này, chó chăn cừu Đức cũng rất phù hợp cho công việc của cảnh sát vì chúng tương đối dễ chăm sóc. Chúng cũng tương đối rẻ tiền để mua và huấn luyện. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách chó chăn cừu Đức được sử dụng bởi các sở cảnh sát. Truy tìm, chó chăn cừu Đức có thể được huấn luyện để truy tìm dấu vết của nghi phạm hoặc người bị mất tích. Kỹ năng này vô giá trong nhiều tình huống, chẳng hạn như truy nã và nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Phát hiện ma túy và chất nổ, chó chăn cừu Đức có thể được huấn luyện để phát hiện ma túy và chất nổ. Kỹ năng này được sử dụng để giữ cho sân bay, các tòa nhà công cộng và các khu vực nhạy cảm khác an toàn. Tuần tra, chó chăn cừu Đức có thể được sử dụng để tuần tra các khu phố và doanh nghiệp. Điều này giúp ngăn chặn tội phạm và bảo vệ mọi người. Cảnh vệ, chó chăn cừu Đức có thể được sử dụng để canh gác các tòa nhà, tài sản và con người. Điều này giúp giữ cho mọi người an toàn và ngăn ngừa tội phạm. Chó chăn cừu Đức là tài sản quý giá của các sở cảnh sát trên toàn thế giới. Trí thông minh, sức mạnh thể chất, và sự nhanh nhẹn, bản năng bảo vệ, và khả năng huấn luyện của chúng, khiến chúng trở nên lý tưởng cho nhiều loại công việc của cảnh sát.